quả phạt góc chưa thể diễn ra khi có những lộn xộn trong khu vực cấm địa của đội Thanh Hóa. Leverson, anh đào! 1-0 cho Hành Gia Lai ở phút thứ 74 của trận đấu. Đó là tình huống băng lên tấn công của trung vệ Trương Trọng Sáng. Một tình huống công chiến thành công giúp cho đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. 15 phút đầu tiên đã cho thấy những dấu ấn của Lý Tây Hồn. Hoàng Gia Lai đã chơi chủ động tấn công ngay từ đầu, chơi pressing tầm cao. Ít nhất hai tình huống mà Hoàng Gia Lai đã có, nhưng phải đến cơ hội thứ ba này thì chưa Trọng Sáng mới cụ thể hóa và giúp cho Hoàng Gia Lai vượt lên dẫn trước Thanh Hóa với tỷ số 1-0. Trương Trọng Sáng đã bật cao hơn tất cả, cao hơn cả ngoại binh Ramos, cao hơn cả Vũ Xuân Cường,